thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Luca chương 18 gồm những lời dạy và ẩn dụ của Chúa Giêsu liên quan đến lời cầu nguyện và bản chất thật của người môn đệ. Chương này bắt đầu với ẩn dụ Chúa kể về một quá phụ kiên trì tìm kiếm công lý từ một quan tòa bất công. Dù vị quan tòa không kính sợ Chúa, không sợ người, không công bình, nhưng nhờ sự kiên trì của mình, cuối cùng bà quá đã nhận được công lý. Đến với một Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương, quan tâm đến con dân Ngài và tuyệt đối công chính, người tin Chúa chắc chắn sẽ được Chúa ban điều tốt nhất khi người đó chọn đến với Chúa bằng đức tin và bền lòng đặt sự lệ thuộc nơi Ngài. Chúa là đấng thành tín, sẽ thực hiện công lý trong thời điểm của Ngài. Chúa Giêsu tiếp tục kể câu chuyện về người Pharisee và người thu thuế khi cầu nguyện. Ngài mô tả sự tương phản trong thái độ của người Pharisee tự cho mình là công bình và người thu thuế khiêm nhường. Người Pharisee khoe khoang về sự công chính với những nỗ lực và hành vi tôn giáo của mình, trong khi người thu thuế khiêm nhu thừa nhận tội lỗi mình và cầu xin lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu dạy rằng chính tấm lòng khiêm nhường và ăn năn thật mới được xưng công chính trước mặt Chúa. Vì chính Chúa là đấng thấy, xét đoán và tôn cao người đến gần Ngài với lòng khiêm nhường và nhận biết nhu cầu bản thân cần đến ân sủng của Ngài. Sau hai ẩn dụ là hai câu chuyện xảy đến liên tiếp với nhau, đầy tương phản về thái độ đến với nước trời. Câu chuyện đầu tiên là những đứa trẻ đơn sơ được đem đến với Chúa và Ngài vui ban phước cho chúng. Chúa dạy rằng những ai muốn vào nước trời cần phải trở nên như những con trẻ trong cách tiếp nhận nước thiên đàng. Câu chuyện thứ hai về một vị quan giàu có, hiểu biết, tư cách đạo đức tốt, có lòng khao khát đến hỏi Chúa về nỗ lực cần phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời. Chúa Giêsu bảo vị quan này hãy bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo và đi theo Ngài. Vị quan này không muốn từ bỏ tài sản của mình nên đã buồn bã bỏ đi. Hai câu chuyện tương phản này cho thấy thách thức của việc trở nên đơn sơ và đặt đúng ưu tiên trong việc theo đuổi nước thiên đàng. Sau cuộc gặp gỡ này, Chúa Giêsu tiên báo cái chết và sự phục sinh của chính Ngài, nhấn mạnh đến sự cần thiết của sứ mạng hy sinh chết thế của Ngài. Tuy nhiên, các môn đệ không hiểu hết được thông điệp này. Phần cuối của Luca chương 18, Chúa Giêsu gặp một người ăn xin mù tên là Ba-ti-mê bên vệ đường, kêu xin lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa. Chúa Giêsu đáp lại đức tin của ông và phục hồi thị lực cho ông. Ông được sáng mắt, đi theo Chúa và đoàn dân ngợi khen Ngài. Suy ngẫm về Luca chương 18 với các câu chuyện và biến cố xảy ra, chúng ta có thể thấy chương này tập trung về việc cầu nguyện và hành trình theo Chúa của một người môn đệ. Cầu nguyện được dạy là đến với đấng giàu lòng xót thương, lắng nghe, công chính và muốn ban điều tốt nhất cho con dân Ngài. Vì thế, chúng ta dạn dĩ đến gần Chúa với đức tin, bên lòng kêu xin vì Ngài sẽ trả lời trong thời điểm của Ngài. Ngài luôn lắng nghe và trả lời cho người khẩn xin vì Ngài biết nhu cầu từ phía bên trong, như khi Ngài chữa lành cho Ba-ti-mê, Ngài đem lại sự phục hồi và niềm vui trọn vẹn. Vì vậy, cầu nguyện là bước vào mối liên hệ gần gũi để nhận biết tấm lòng, bàn tay và thời điểm của Chúa với tấm lòng khiêm nhu, ăn năn thật sự và nhận biết mình là ai trước đấng công chính. Hành trình của người môn đệ là hành trình của người đơn sơ đến với tấm lòng rộng mở của Chúa, như một đứa trẻ, chứ không phải bởi nỗ lực cá nhân, việc làm hay công đức. Không ai có thể tự làm cho mình xứng đáng để bước vào nước trời, do chúng ta bất lực và do những cố gắng chúng ta dẫu tốt đến đâu cũng không thể sánh với chuẩn mực của Chúa. Vì thế, chúng ta chỉ có thể đến với và bước theo Chúa nhờ ân sủng của Ngài và tấm lòng khiêm nhu đón nhận món quà ấy. Mọi thứ tôi có thể làm là đón nhận tình thương của Chúa với lòng biết ơn và sống giống Chúa trên hành trình của người môn đệ,
nhận biết chương trình của Chúa trên đời sống mình để bước tới và chết đi chính mình mỗi ngày. Và khi ấy, Ngài luôn là ưu tiên cao nhất trong cuộc đời của tôi, trong mọi quyết định và chọn lựa của đời sống tôi. Câu hỏi suy ngẫm. Nhìn lại hành trình của mình với Chúa những ngày qua, tôi thấy mình là ai và Chúa là ai? Mối liên hệ của tôi với Chúa trong lời cầu nguyện phản ánh thái độ khiêm nhu và tùy thuộc vào ân sủng của đấng công chính như thế nào? Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy đấng công chính và đầy lòng xót thương, cảm ơn Chúa luôn lắng nghe và ban cho con điều tốt nhất trong thời điểm của Ngài. Xin dạy con mỗi ngày sống với Chúa trong mối liên hệ chân thành, khiêm nhu, tùy thuộc vào ân sủng và lòng thương xót của Ngài từng phút giây, để giúp con có năng lực bước theo, thuận phục và hy sinh như Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.